Thì hôm nay là ngày 15 tháng 5 anh em nhé. Đấy, thì hôm nay em Hưng lại trả hàng, tiếp tục trả hàng cho anh em miền Nam. Đấy, rất cảm ơn anh em đã suốt thời gian qua đã ủng hộ em Hưng. Đó thì hôm nay trả cho anh em là 9 bé anh em nhé. Đấy, hai bé chim thi và một bé dàn cứng anh em nhé. Đấy, còn đâu toàn bộ là chim mộc VIP, bổi VIP bẫy đấu Lạng Sơn anh em nhé. Đó thì anh em cần những con hàng như nào thì liên hệ trực tiếp cho Hưng. Đấy, anh em cần những con chim thi, chim dàn cứng cà phê, chim bổi VIP bẫy đấu thì em Hưng đều có anh em nhé. Đó thì anh em ở đâu em ship được anh em ạ. Đấy, nhiều khi anh em hỏi là có ship được cho anh vào miền Nam hay gì không thì em nói luôn là anh em ở đâu em cũng ship được cho anh em. Đó, quan trọng là anh em mình hữu duyên, anh em mình mua bán được nhau con như thế nào thôi anh em ạ. Đó thì sau đây em xin hello, thì hôm nay em Hưng lại giới thiệu đến anh em một siêu phẩm anh em nhé. Một siêu phẩm lân tê mặt quỷ anh em nhé, anh em xem đây. Đấy, chú chim đấy nói chung là cũng gọi là hơi lân tê một chút anh em ạ. Đấy thì em báo luôn, hơi lân tê một chút. Đấy, chú chim đấy bên tay phải anh em đây nhá. Là áo lồng hơi xanh xanh đây anh em ạ. Đấy. Nói chung là chú chim này cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Nói chung là dàn cứng anh em nhá. Đấy, dàn cứng. Nói chung là chim để về cho anh em khai thác để anh em chơi anh em nhá. Đó. Thì anh em bổ kết bé này thì alo trực tiếp cho Hưng anh em nhá. Đó. Thì bé này là gốc ở Lạng Sơn anh em nhé, gốc Lạng Sơn đấy, Cao Lộc Lạng Sơn anh em xem đây. Đấy, em bé em đây, yếm khít anh em nhé. Đấy, anh em xem đây, yếm khít anh em ạ. Đấy, mắt chố anh em này, nhìn quả màu nó có uy tín không đúng không anh em. Bộ cực kỳ là to chim anh em nhé. Đấy, chân nói chung là chân cực kỳ là già rồi anh em ạ. Đấy, chú chim này 3 vụ anh em ạ. Đấy, chú chim này cực kỳ là già rừng luôn. Đó, liệt đánh cực kỳ là hay luôn anh em xem, liệt mã nhãn đúng không. Đó thì chú chim này 3 vụ gốc ở Lạng Sơn. Đó thì anh em xem đây, quả màu quá uy tín luôn. Đó thì anh em xem đây, đấy, lết đây. Đấy, lết nói chung là không phải suy nghĩ rồi. Đấy, củ lửa bây giờ anh em về sẵn chỉ việc chơi thôi. Đấy, ché loạn lên. Đó, anh em xem đây, cúp cầu chơi rất tốt luôn. Đó thì em đặt cho em ý là mã là C13, phí là 4.8 triệu anh em nhé. Đấy, anh em nào bổ kết thì alo trực tiếp cho em Hưng. Đấy, số điện thoại em Hưng để trên bài. Đấy là số điện thoại có ở Zalo anh em nhé. Đó, phí em công khai luôn, 4.8 triệu, không một tật lỗi nhỏ anh em nhé. Yếm khít luôn. Đấy, anh em xem đây, anh xem quả yếm, quả cườm quá là uy tín luôn anh em ạ. Đấy, quả màu dày cộp luôn. Đấy thì em Hưng tuyển chim những con hàng chim thi, chim cà phê anh em ạ. Đấy, nhiều hôm qua nhiều anh em điện cho em và tuyển cho anh ngân chim dàn cứng để về anh em, để về anh đi khai thác, để anh đi móc dàn móc số. Thì đây hôm nay em tuyển cho anh em một con hàng cực kỳ là ưng ý luôn anh em nhé. Đó, phí cực kỳ là rẻ thôi. Đấy, chia sẻ lại cho anh em mức phí là 4.8 triệu thôi anh em ạ. Đấy, cực kỳ là yêu thương luôn. Đó, anh em nhìn xem bóng bộ cực kỳ là phê đúng không, quả yếm mà yếm khít luôn anh em ạ, yếm khít luôn đấy, quá đẹp luôn, bóng bộ đẹp, lực chim cũng như chú chim này chơi bốn đầu góc cực kỳ là hay anh em nhé. Đấy, chơi bốn đầu góc cực kỳ là hay luôn. Đó thì clip đầu đây là bác chủ cũ bác ấy quay được anh em ạ. Đấy thì còn đây là hiện tại là hôm nay là clip này là hôm nay em quay ngày 15 tháng 5 anh em nhé. Đấy, em thông báo luôn cho anh em biết luôn. Đấy thì anh em ở đâu em ship được anh em nhé. Đấy, anh em ở đâu em ship được. Đấy thì tiện đây em cũng thanh lý cho anh em một chú bổi VIP bẫy đấu Lạng Sơn anh em nhé, cực kỳ là gấu mèo luôn anh em ạ. Đấy, bao do em ra giọng là ok hết rồi. Đấy, bóng bộ cực kỳ là ok, chim dài đoan, bóng bộ to chim, đầu cực kỳ là to luôn anh em nhé. Đấy, gốc màu gọi là lân anh em nhé, gốc màu đổ hơi lân. Đó, lân họng bò anh em ạ. Đó thì chú bổi này thì anh em bao cho anh em là ra giọng hót dốc rách cả ngày rồi anh em nhé. Đó, gốc Lạng Sơn bổi vẫy đấu luôn anh em nhé. Đấy, anh em để xem anh biết đây. Đấy, một chú bổi mà nó ra thái độ như này thì anh em phải biết là chú chim này phải gấu nhà luôn nhé. Đấy thì anh em nào bổ kết bé này thì alo trực tiếp cho em Hưng, mã C14, phí là 1.1 triệu anh em nhé. Đấy, anh em dựng ngay về đội để đào tạo cho em ý thành một chiến binh đi giàn giáo, để anh em về gột giàn rũa để đi chơi. Đấy thì nói chung là cũng trong mình cũng có dòng máu của chiến binh rồi anh em ạ. Đấy, bây giờ cần một bàn tay gọi là bàn tay ma thuật đi, bàn tay của anh em biết chơi ok, anh em về rèn rũa để anh em tạo cho em nó thành chiến binh. Đấy,
thì em cũng rất cảm ơn anh em bỏ chút thời gian ra để xem hết video của em Hưng. Thì em Hưng rất là kính mong anh em là cho em một nút đăng ký kênh để kênh em phát triển hơn nữa, và cho em một nút like để em có thêm động lực để tuyển nhiều chim hay và ra nhiều clip cho anh em đó. Thì anh em cần những con chim thi, chim cà phê, chim bổ vip bậy đấu thì liên hệ trực tiếp cho Hưng nhé. Đấy, thì anh em bổ kết DSC 13 hoặc C 14 thì liên hệ trực tiếp cho Hưng.